Trấn Học Sư tiếng Trung năm 18 xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chương trình 45 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Và hôm nay chúng ta đến với tập 137, tỷ 137 chí. Chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng và các câu sau đây nhé. Thứ nhất đó là từ xí phủ. Xí phủ. Câu ví dụ thứ nhất. Tại 这么正式的场合, 穿西服是最正确的选择. Trang hợp nghĩa là nơi hoặc chỗ. Trang sư là trang trọng. Tại chờ mở trang sư là trang hợp. Ở nơi trang trọng như thế này, trang sư phú mặc con lê sư chơi trang trọng là xuyển chứa. Xuyển chứa là lựa chọn hoặc là sự lựa chọn. Trang trọng là chính xác. Sư chơi trang trọng là xuyển chứa là lựa chọn chính xác nhất. Tại chờ mở trang sư là trang hợp, 穿西服是最正确的选择. Câu ví dụ tiếp theo. 我太瘦了，穿西服不好看. 我太瘦了，tôi gầy quá. 穿西服 mặc gom lê 不好看, không đẹp. 我太瘦了，穿西服不好看. Từ vựng tiếp theo đó là từ 服从. Phú chồng có nghĩa là phục tùng hoặc là tuân theo. Câu ví dụ thứ nhất. Xiao Liu yên vệ bù phú chồng quản lý bị xứ thuê là. Xiao Liu, tiểu lưu, yên vệ do bù phú chồng không tuân theo quản lý, sự quản lý bị xứ thuê là đã bị sa thải. Xiao Liu yên vệ bù phú chồng quản lý bị xứ thuê là. Câu ví dụ tiếp theo. 下级对上级领导说的话要绝对服从. 下级 cấp dưới. 对 đối với 上级领导说的话. Hoa là lời nói. 上级领导 là lãnh đạo cấp trên. 下级对上级领导说的话 tức là cấp dưới đối với lời nói của lãnh đạo cấp trên. 要 cần phải. Tuyệt đối phục tùng. 下级对上级领导说的话要绝对服从. Cấp dưới phải tuyệt đối phục tùng đối với lời nói của lãnh đạo cấp trên. Câu ví dụ tiếp theo. 他对他老婆说的话无条件的服从. Tha anh ấy tuổi đối với tha lão phố sô đờ hoa lời nói của vợ anh ấy. Ú thiếu chiến tờ, tức là làm chỉ đó một cách vô điều kiện. Ú thiếu chiến tờ phú chúng, phục tùng một cách vô điều kiện. Tha đuổi tha lão phố sô đờ hoa, ú thiếu chiến tờ phú chúng. Từ vựng tiếp theo đó là từ phú ụ. Phú ụ nghĩa là phục vụ hoặc là dịch vụ hoặc là sự phục vụ. Câu ví dụ thứ nhất. Nín hào, hẳn cao xinh vệ nín phú ụ. Nín hào, chào anh hoặc chị. Hẳn cao xinh, rất vui. Vệ nín phú ụ, được phục vụ anh hoặc chị. Nín hào, hẳn cao xinh vệ nín phú ụ. Câu ví dụ tiếp theo. Nín đuổi vô mân đợ phú ụ hài mãn y mà. Nín đuổi vô mân đợ phú ụ, anh hoặc chị. Đối với sự phục vụ của bên em, khái mã y ma có hài lòng không ạ? À? Từ khái ở đây không nghĩa là còn hoặc là vẫn, mà nó được đệm vào trong câu để cho câu thể hiện ý mềm mại uyển chuyển hơn. Nín đuổi vô mân đợ phú ụ hài mãn y ma. Câu ví dụ tiếp theo. Vô mân yên hàng hội vệ mỗi y mình cơ hụ thí công dưới hào đợ phú ụ. 我们银行, ngân hàng chúng tôi, hội sẽ vì sấy thí cung phú ụ, tức là cung cấp cái sự phục vụ cho ai đó. Thí cung chui hảo tờ phú ụ là cung cấp cái sự phục vụ tốt nhất. Vì mấy y miếng khửa hụ cho từng khách hàng. Từ miếng ở đây là lượng từ cho từ khửa hụ, chúng ta cũng có thể thay bằng từ vì mấy y vây khửa hụ hoặc là mấy y miếng khửa hụ.
我们银行会为每一名客户提供最好的服务。大声一点。Từ vựng tiếp theo. 服务态度，服务态度。Nghĩa là thái độ phục vụ. Câu ví dụ thứ nhất. 对待顾客，我们的服务态度一定要好。对待顾客，đối với khách hàng, 我们的服务态度。Thái độ phục vụ của chúng ta ý định yào hảo, nhất định phải tốt. 对待顾客，我们的服务态度一定要好。Câu ví dụ tiếp theo. 请问您对我们银行的服务态度满意吗？请问 xin hỏi, 您对我们银行的服务态度, bạn đối với thái độ phục vụ của ngân hàng chúng tôi,满意吗? Có hài lòng không? Hoặc chúng ta có thể thêm chữ khái vào đây cho mềm mại hơn. Khái mãn y ma. 请问您对我们银行的服务态度满意吗? Câu ví dụ tiếp theo. 那家店的服务态度不好。我已经很久没去他们那里买东西了。那家店的服务态度, thái độ phục vụ của shop đó,不好, không tốt. 我已经很久, tôi đã lâu lắm. Mấy chú ý tham mến nà lì, đi tới chỗ bọn họ, mải tông xị, mua đồ. 那家店的服务态度不好. 我已经很久没去他们那里买东西了. Từ vựng tiếp theo đó là từ 服务区, 服务区。Phục vụ là phục vụ hoặc là dịch vụ. Chu là khu. Phục vụ chu có nghĩa là trạm dừng nghỉ. Câu ví dụ thứ nhất. 前面服务区停一下，我要上厕所。前面服务区 tức là cái trạm dừng nghỉ ở phía đằng trước, có nghĩa là đến trạm dừng nghỉ ở phía đằng trước. Thình一下, dừng lại một chút. 我要上厕所, tôi cần đi vệ sinh.前面服务区停一下，我要上厕所。Câu ví dụ tiếp theo. 长时间跑高速的司机都会在服务区吃饭休息。长时间跑高速的司机 đây là cụm danh từ, chúng ta dịch sau chữ từ trước, 司机 là những người tài xế. 跑高速 là đường cao tốc, 跑高速 chạy đường cao tốc.长时间, thời gian dài. 长时间跑高速的司机, những tài xế chạy cao tốc đường dài. 都会, đều sẽ. 在服务区, là ở tại trạm dừng nghỉ. 吃饭, ăn uống. 休息, nghỉ ngơi. 长时间跑高速的司机, 都会在服务区吃饭休息。Từ vựng tiếp theo đó là từ phục vụ viên. Phục vụ viên nghĩa là nhân viên phục vụ. Câu ví dụ thứ nhất. 他在一家餐厅做服务员. 他在, anh ấy ở tại, 一家餐厅, một nhà hàng, 做服务员, làm nhân viên phục vụ. 他在一家餐厅做服务员. Câu ví dụ tiếp theo.在美国，服务员的收入主要来自于小费。在美国，ở Mỹ, 服务员的收入，收入呢thu nhập, 服务员的收入thu nhập của nhân viên phục vụ, 主要主由来自于 đến từ 小费 tiền bo hoặc tiền tip. 在美国，服务员的收入主要来自于小费。Câu ví dụ tiếp theo. 你想试哪件衣服都可以叫我们的服务员帮你拿。你想试, bạn muốn thử, 哪件衣服, cái áo nào, 都可以, đều có thể, 叫我们的服务员, gọi nhân viên phục vụ của chúng tôi, 帮你拿, lấy giúp bạn. 你想试哪件衣服?都可以叫我们的服务员帮你拿。Từ vựng tiếp theo đó là từ 服装。
服装。服了服装了章，服装了服章，tức là trang phục, thời trang hoặc quần áo. Câu ví dụ thứ nhất. 那家服装店卖的服装款式都不错。那家服装店卖的服装, đây là cụm danh từ. Làm chủ ngữ trong câu này, chúng ta dịch sau chữ tờ trước. Phú trang là quần áo. Phú trang tiền là shop quần áo. Mai là bán. Na gia phú trang tiền, mai tờ phú trang là quần áo mà bán ở shop quần áo đó. Khoản sự, mẫu mã, tốt bú chua, đều khá là đẹp. Na gia phú trang tiền, mai tờ phú trang, khoản sự tốt bú chua. Câu ví dụ tiếp theo. 如果把这批服装卖掉，我们能挣一大笔钱。如果牛牛把这批服装卖掉，卖掉了，bán cái gì đó đi. 这批服装 lô quần áo này. 如果把这批服装卖掉，nếu bán lô quần áo này đi, 我们能 chúng ta có thể挣là kiếm được, 挣钱là kiếm tiền, 挣一大笔钱, kiếm được một món tiền lớn. 如果把这批服装卖掉, 我们能挣一大笔钱. Câu ví dụ tiếp theo. 他大学学的是服装设计. 他大学学的是, ở sau chữ tờ đây, ẩn đi từ chuyên nghiệp là chuyên ngành. 他大学学的mà cô ấy học ở đại học. Sư là phú trang sửa chỉ, thiết kế thời trang. Tha đa xuế, xuế đa sư phú trang sửa chỉ. Từ vựng tiếp theo đó là từ phú, phú. Câu ví dụ thứ nhất. Chơ khai là, chỉnh nín trang vẩn phú hào. Câu này ở Trung Quốc các bạn sẽ rất là hay nghe thấy khi đi trên xe buýt. Chơ khai là, ở đây ý là xe bắt đầu chạy rồi. Trình nín, xin bạn hãy trang quẩn, đứng cho vững, phú hảo và bám cho chắc. Chưa khai là, trình nín trang quẩn phú hảo. Câu ví dụ tiếp theo. Hái zi xoay giao de shi hou, bu yao ma shang guo qu fu ta, xian rang ta zi ji zhan qi lai. Hái zi xoay giao de shi hou, shi hou là khi hãy tự xoay giao đó, trẻ bị ngã, bú yào, đừng, mã sang, lập tức, của chủ, qua, phú tha, đỡ bé dậy. Xin rằng tha, trước tiên hãy để bé, tự chỉ chan chỉ lái, tự mình đứng dậy. Hãy tự xoay giao đó sử hậu, bú yào mã sang qua chủ phú tha, xin rằng tha tự chỉ chan chỉ lái. Câu ví dụ tiếp theo. 我刚才扶了一位老奶奶过马路。我刚才 tôi ban nãy 扶了 đã dìu 一位老奶奶 một bà cụ 过马路 đi qua đường. 我刚才扶了一位老奶奶过马路。Câu ví dụ tiếp theo. 我腿有点软，站不稳。你扶着我点。我腿chân tôi yếu tiếng rohan, từ rohan nghĩa là mềm. Yếu tiếng rohan, thuở yếu tiếng rohan thì có nghĩa là chân hơi bị run. Chân bù ổn, đứng không vững. Nǐ fú zhe wo dián, bạn dìu tôi một chút. 我腿有点软，站不稳，你扶着我点。Từ vựng tiếp theo đó là từ扶手。Phú sổ nghĩa là tay vịn hoặc là tay bám. Ví dụ như là tay vịn ở cầu thang, hoặc là cái tay vịn ở trên tàu điện ngầm, hoặc là trên xe buýt. Câu ví dụ thứ nhất. 乘坐电梯的时候要扶好扶手。乘坐电梯的时候，时候khi 乘坐đi điện thi cầu thang máy, 要 cần phải phú hảo, bám chắc, phú sở, tay vịn. 乘坐电梯的时候要扶好扶手. Câu ví dụ tiếp theo.
我想在这个地方加装扶手，防止有人摔下去。我想tôi muốn tại chỗ cái địa phương ở chỗ này gia trang lắp thêm phủ sổ tay vịn. 我想在这个地方加装扶手, tôi muốn lắp thêm tay vịn ở chỗ này, 防止đề phòng有人có người摔下去ngã xuống. 我想在这个地方加装扶手，防止有人摔下去。câu ví dụ tiếp theo. 公共场所里的扶手整天被人摸来摸去，很不卫生。公共场所里的扶手, đây là cụm danh từ, chúng ta dịch sau chữ tơ trước. 扶手 là tay vịn. 公共场所 là những nơi công cộng. 公共场所里的扶手, tay vịn ở những nơi công cộng. 整天 suốt ngày, 被人 bị người ta mua lại mua chủ, sờ qua sờ lại, hẳn bú vệ sinh, rất không vệ sinh. 公共场所里的扶手整天被人摸来摸去，很不卫生. Từ vựng tiếp theo đó là từ 楼梯扶手, 楼梯扶手. 楼梯 là cầu thang, 楼梯扶手 là tay vịn cầu thang. Câu ví dụ thứ nhất.这段楼梯扶手刚刷的油漆还没干。这段楼梯扶手段tay vịn cầu thang này刚刷的油漆，油漆 là sơn, 刷油漆 là quét sơn, 刚刷的油漆 vừa mới quét sơn, 还没干 vẫn còn chưa khô. 这段楼梯扶手刚刷的油漆还没干。Câu ví dụ tiếp theo, 为了抓住小偷, 警察直接翻过了楼梯扶手. 为了để抓住, tóm được, 小偷, tên trộm, 警察, cảnh sát, 直接, là làm gì đó luôn, 翻过, là nhảy qua, 直接翻过, nhảy luôn qua, 楼梯扶手, tay vịn cầu thang.为了抓住小偷，警察直接翻过了楼梯扶手。câu ví dụ tiếp theo, 楼道里要装楼梯扶手，这样才更加安全。楼道里 trong lối đi cầu thang, 要装 cần phải lắp 楼梯扶手 tay vịn cầu thang, 这样 như vậy 才 mới.更加 càng thêm an toàn an toàn. 楼道里要装楼梯扶手，这样才更加安全. Thưa các bạn, đến đây thì Trần Lão Sư đã cùng với các bạn đọc và phân tích xong từng câu trong bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video ngày hôm nay. Sau đây xin mời các bạn cùng bấm vào video mà Trần Lão Sư để trên màn hình này để cùng nghe và đọc lại với bạn Ú Xiao Jun để chúng ta luyện phát âm chuẩn như bạn ấy nhé. Bye bye.